Cánh cứng. Con bọ cánh cứng này khi anh thò tay vào nó thấy nguy hiểm là nó tự nó buông buông chân xuống, nó rụng hoặc nó giấu lên ở đấy, thấy chưa? Đấy, này. Loài này nó sinh sản nhanh và nó phát triển nhanh. Nó cắn vào hết lá như này, ăn vào ban đêm cực cực nhiều luôn. Này, cụt hết đây này. Cụt hết. Đấy, nhưng mà ăn ban đêm nó khiếp hơn cả ban ngày cơ. Này, ui giời. Này, anh cứ mua Megacell cộng dầu khoáng chết hết đấy, động vào cái nó tự rơi đấy, thấy chưa? Nó rơi xuống đất xong nó lại bay lên vì nó có cánh. Này đánh Megacell nó ngấm, nó nội hấp qua cái lá này, sau nó ăn nó ngộ độc nó chết. Đấy, Megacell cộng với dầu khoáng là nó bao bọc cái lá này, cái bệnh của nó bao bọc. Đây là con bọ, nhiều nơi gọi nhiều tên khác nhau nhưng em thì em gọi là bọ cánh cứng vì cánh nó cứng. Đúng rồi. Đây vừa này hai hai mấy năm thì... gốc gốc gọi là như gốc cổ thụ rồi, như là một gốc. Giới thiệu quý vị bà con là Hà Bưởi Ngon cũng đang đi thăm một số nhà vườn Hà Bưởi Ngon thu hoạch bưởi. Đây quả rất là sai này. Cực kỳ ngon luôn. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả vũ phi lao, gió thổi trên bờ buông vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi. Nam yêu dấu.